Nhà sản xuất phim Dung Bình Dương, Cát Phượng không nên khóc giả tạo thêm nữa. Câu chuyện lấy tình cảm DBA cho phim Chú ơi đừng lấy mẹ con vẫn chưa đến hồi kết khi các nhân vật trong cuộc lên tiếng. Sau khi An Nguy công bố đoạn tin nhắn tố Cát Phượng là người đứng sau giật dây DBA cho phim, thì những nhân vật trong cuộc đã lần lượt lên tiếng. Nếu Cát Phượng một mực khẳng định mình không phải là con người như vậy, thì lần này có lẽ nữ diễn viên đã đối lý, thậm chí khán giả đã mệt mỏi với những lời thề thốt của cô. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, nhà sản xuất Dung Bình Dương đã lên tiếng, bà bày tỏ quan điểm khi đã mất niềm tin vào Cát Phượng. Cát Phượng, từ ngày bắt đầu xảy ra scandal đến nay, Dung luôn đứng về phía Cát Phượng và luôn tin tưởng Cát Phượng là một người tốt. Đến hôm nay khi đọc Facebook của An Nguy thì chị cảm thấy quá sốc. Sốc còn hơn lúc Dung Bình Dương đối diện Tâm Bảo tẩy chay. Đến giờ này, Dung tin là An Nguy nói thật. Vì bằng uy tín có được trên cộng đồng mạng, chị nghĩ rằng An Nguy không bao giờ vu khống Cát Phượng. Vì vậy, Dung nghĩ rằng Cát Phượng không nên khóc lóc phương bua thêm nữa. Cát Phượng từng nói với Dung Bình Dương, em là con người sống thẳng, sống thật, ghét lương lẹo bất chấp vì lợi ích riêng, hoặc những lúc em buồn em hay đọc chú Đại Bi. Tâm Phật thì không ai làm trái các điều giới cấm khi quy y tam giới, vì vậy Cát Phượng không nên dùng tính mạng của mình, nhất là không nên đem bé Bơm, con mình ra để thề thốt, kể cả đem tên anh Hoài Linh nêu trên mặt báo ngay Tâm Bảo lúc này. Cái gì sự thật vẫn là sự thật, chỉ cần nhà sản xuất kiện Cát Phượng thì pháp luật sẽ chứng minh trắng đen rõ ràng, An Nguy đúng hay Cát Phượng đúng. Tin nhắn đó cho dù có xóa đi thì an ninh mạng vẫn khôi phục được hết. Nếu tin nhắn đó đúng là của Cát Phượng thì khó chối cãi khi công lý phơi bày. Đến giờ này, mặc dù Dung Bình Dương phải hứng chịu nhiều bú rìu dư luận từ xã hội, đồng nghiệp cho đến gia đình, nhưng chưa bao giờ chị khóc. Nhìn Cát Phượng và An Nguy khóc chị rất thèm được khóc, dù chỉ cần rơi một giọt nước mắt. Nhưng để khóc thật trước người khác thì khó lắm, nên chị khuyên em đừng khóc giả tạo nữa, càng làm chị đau thêm. Do chị điện em không nghe máy nên chị xin thành tâm gửi status này trên Facebook của chị để Cát Phượng và mọi người đọc nhận xét thấu đáo, công bằng nhất. Trân trọng, nhà sản xuất Dung Bình Dương. Chị xin phép đăng hai tin nhắn mà Cát Phượng đã nhắn tin cho chị. Đến giờ này, Dung tin là An Nguy nói thật. Vì bằng uy tín có được trên cộng đồng mạng, chị nghĩ rằng An Nguy không bao giờ vu khống Cát Phượng. Vì vậy, Dung nghĩ rằng Cát Phượng không nên khóc lóc phân bua thêm nữa. Nhà sản xuất phim bày tỏ sự thất vọng với diễn viên Cát Phượng sau sự việc. Bà Dung Bình Dương còn cho rằng bà xã Kiều Minh Tuấn không nên thề thốt lợi dụng tính mạng của con trai mình và tên tuổi của nghệ sĩ Hoài Linh để lên mặt báo lúc này. Cuối tâm thư, nhà sản xuất phim vẫn một mực khẳng định sẽ nhờ pháp luật vào cuộc để làm rõ trắng đen trong thời gian vừa qua. Sau thời gian im lặng thì An Nguy đã lên tiếng thừa nhận có nảy sinh tình cảm với Kiều Minh Tuấn trong thời gian quay phim, nhưng sau đó cô lại tố ngược bà xã Kiều Minh Tuấn rằng tất cả các kịch bản hoành tráng phía sau đều do một tay Cát Phượng dàn dựng. Còn phía Cát Phượng thì cho rằng cô không dại dột dùng chuyện tình cảm DBA cho tên tuổi cá nhân. Bản thân chị đi lên bằng thực lực, sống rõ ràng nên không bao giờ làm việc tà đạo. An Nguy công bố đoạn tin nhắn giữa Cát Phượng và cô chứng minh mọi sự việc diễn ra từ trước đến nay đều do Cát Phượng chỉ đạo. Sau khi đọc tin nhắn được công bố, không chỉ nhà sản xuất phim mà những khán giả theo dõi vụ việc cũng ngao ngán khi biết được kẻ chủ mưu đằng sau là Cát Phượng. Trước đó, Kiều Minh Tuấn đã đến trực tiếp nhà sản xuất xin lỗi và gửi lại toàn bộ 900 triệu đồng tiền cát-xê để bồi thường thiệt hại cho đoàn phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Tưởng chừng câu chuyện đã tìm ra hướng giải quyết êm đẹp, thì một lần nữa khán giả lại được hóng drama khi nhiều tình tiết mới của câu chuyện liên tục được đào xới lại.